sau khi Viêm Trụ bị giết chết bởi Rengoku thì em của Viêm Trụ bị giết chết bởi Akaza thì em của Rengoku đã cho Tanjiro cái vòng lửa này các bạn. Cái vòng lửa này không có bán ngoài thị trường mà phải đúc lại bằng Nhật Luân kiếm. Bạn nội đã kiến không? Hello, hello, xin chào các bạn. Ai, chúng ta lại gặp nhau sau bao ngày dài xa cách bởi vì kiếm đã chảy hàng từ trước Tết và bây giờ mới có hàng lại nè các bạn. Ở đây bay có 6 cây kiếm của Kimetsu no Yaiba. Các bạn coi, mặc dù là băng gỗ nhưng không dễ gãy. Các bạn biết sao không? Các bạn đã coi chuyện bó đũa chưa? Một đống như vậy vẽ sao gãy được, nhưng từng cây thì có thể gãy nha. Tại vì đây là đồ trưng bày trang trí và hoàn toàn bằng gỗ. Và 6 cái loại này là loại gì bay sẽ review chi tiết cho các bạn xem đây là 6 cái gì các bạn nha. Ôi, bỏ chỗ ra bây giờ. Ờ, bỏ xuống đất thì nó dơ lắm nha. Cây đầu tiên nào, cây đầu tiên là cây các bạn thầm thương trộm nhớ mà ngày ngày tháng tháng, đó chính là cây của Yorichi. Một cái vòng kiếm rất là vàng, rất là kim tuyến, màu rất là đẹp. Khi la thì không nhìn thấy rõ, nhưng mà khi bay quay trực tiếp như vậy nhìn rất là rõ ràng đúng không nào? Có rất nhiều đăng quang màu vàng ở đây. Mỗi loại bay chỉ về 20 cây, hôm qua bay vừa lai mỗi loại bây giờ chỉ còn tầm 15 cây mà thôi. Vẫn đang hết dần dần, nhanh thì còn mà không nhanh thì cũng có thể vẫn còn các bạn nha. Bay sẽ rút lưỡi của cái kiếm này các bạn xem. Đây là cây kiếm của Yorichi. Là một thanh kiếm lửa đỏ, rất là đẹp và rất là dài, dài 1 mét luôn nè, đó. Các bạn có thể coi nước sơn của nó, bay lại gần cho các bạn coi. Ok chưa? Nó có một chữ diệt ở đây, nhưng mà nó khá là mờ các bạn nha. Kiếm dài 1 mét, loại vỏ bóng dày. Đây là kiếm của Yorichi, diệt quỷ cứu nhân. Không phải nói chứ, loại hàng này thì chất lượng vô cùng. Mẫu gỗ đằng trước thì nó yếu hơn, nhưng mà mẫu gỗ thì chất hơn, loại này thì giống anime hơn. Mỗi thứ có một loại đặc trưng khác nhau, nên bay nhập song song hai loại. Loại gỗ và loại này. Loại này vỏ nhựa, kiếm gỗ. Rất là đẹp. Tuy nhiên các bạn nên nhớ nó là gỗ không phải là kim loại. Các bạn mà cầm đi quýnh nhau là bị đánh cho u đầu gậy kiếm. Mà kiếm đắt tiền là chỉ để trưng bày và chơi ở nhà các bạn nha. Để cosplay, hóa trang, đóng kịch đều được. Nhưng mà tiếc lắm. Nè, đẹp lắm. Sau Yorichi là một loại cái lưỡi lửa khác, rất là lửa luôn nhưng không phải Yorichi. Đó chính là của Viêm Trụ Rengoku. Và ở đây có bốn chữ là ác quỷ diệt xác màu trắng ở đây nè các bạn. Cái vòng đó chính là vòng ngọn lửa, một ngọn lửa của Viêm Trụ. Cái chữ Viêm của tiếng Trung Quốc là hai chữ lửa đè lên nhau, nghĩa là lửa gấp đôi luôn các bạn. Tính về hệ Viêm á là lực nhất trong hệ lửa rồi. Tuy nhiên hắn ta vẫn thua cái ngọn lửa mặt trời của Yorichi. Nhưng tính về kỹ năng diệt quỷ thì không có gì bằng lửa cả. Đến cuối chuyện cũng phải dùng là hóa đỏ thanh kiếm. Cho nên những người hệ lửa đã lợi cái này rồi, không cần phải hóa đỏ thanh kiếm nữa. Chém quỷ bao chết các bạn nha. Nhưng yêu cầu vẫn là Nhật Luân kiếm. Là những thanh kiếm này đây, được đúc bằng những thợ rèn đặc biệt. Cái vỏ rất đặc biệt nữa, các bạn coi. Cái vỏ trắng sọc xám 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 nè, đó. Cái cán của cây Viêm Trụ này là màu trắng hết hoàn toàn các bạn nha. Dài 1 mét bằng gỗ hoàn toàn. Ê! Vậy nên các bạn không nên gọi là lửa trụ mà gọi là lửa lửa trụ, lửa nhân lửa, lửa mũ pha chứ không phải là lửa cộng lửa các bạn nha. Một loại có lửa khác nữa đó chính là Tanjiro làng thợ rèn. Cái vòng này chính xác là vòng của Viêm Trụ luôn. Vì sau khi Viêm Trụ bị giết chết bởi Rengoku thì em của Viêm Trụ bị giết chết bởi Akaza thì em của Rengoku đã cho Tanjiro cái vòng lửa này các bạn. Cái vòng lửa này không có bán ngoài thị trường mà phải đúc lại bằng Nhật Luân kiếm. Bạn nội đã kiến không? Hiện tại bay đã có 20 cái nhân đúc bằng gỗ các bạn nha. Hiện tại là còn 13 cái vì kiếm của Tanjiro này rất là hot luôn. Đây là Tanjiro làng thợ rèn có một chữ diệt. Vì cái lưỡi này là Starland là của Yorichi. Đó, đây là cái lưỡi Starland Yorichi. Còn cái vòng là Starland của Viêm Trụ. Cả cái lưỡi cũng toát lên một hình ngọn lửa rất là kinh khủng. Để cuối cùng cậu ta dùng hơi thở mặt trời mà tiêu diệt quỷ. Hơi thở mặt trời cậu ta được luyện tập ở nhà. Tại vì ở nhà có điều múa hỏa thần. Nhảy đi, nhảy đi. Nhưng cuối cùng Tanjiro đã phát hiện ra là nếu mà dùng 16 thức liên tục thì sẽ xài được điều múa hỏa thần thức cuối cùng. Nhưng tuy nhiên Tanjiro không đủ thể lực để làm chuyện đó. Cuối cùng quỷ đã chết vì gì? Quỷ chết vì ánh sáng mặt trời. Đây chính là cây Tanjiro làng thợ rèn. Trái ngược với lửa là gì? Trái ngược với lửa là nước. Đây là một cây kiếm của thủy trụ. Thấy chưa? Lưỡi kiếm màu xanh và đuôi kiếm cũng có màu xanh. Thì các bạn nghĩ lửa có thể tiêu diệt quỷ, vậy nước là hồi sinh quỷ ư? Không, nước có thể tiêu diệt quỷ. Nhưng mà thật buồn cười khi là cuối cùng lưỡi kiếm nước đã hóa đỏ thành một cây kiếm nước đỏ rực để giết chết con quỷ các bạn. Những loại kiếm đỏ rực sẽ gây ra những vết sẹo cho quỷ không thể phục hồi. Đó là đặc trưng rất là mạnh của kiếm. Những cái loại mới này vỏ đều bóng nè các bạn. Và rất là cứng cáp nha. Nè, cả cái vòng nữa.
cái vòng móm ruốc này cũng rất là cứng kép, nó không như là loại gỗ. Loại gỗ được cái chắc thôi. Đó, có bốn chữ ác quỷ gì xác ở đây. Đó chính là kiếm của Thủy Chậu. Nhưng đợt này bay không chỉ về một loại mà là hai mẫu vật. Có những bạn không thích màu xanh trên lưỡi, đó bay sẽ có cái màu đen. Cái màu đen là như thế nào? Đó chính là một cái kiếm lưỡi đen trắng kiểu Thủy Chậu thế này. Chưa được bút nước các bạn nha, hoặc là không thích bút nước. Những người thích màu đen và trắng căn bản và màu bấm rút truyền thống như thế này này. Thái Bình là đất ăn chơi, hai tay hai sọc tung hoành khắp nơi. Toàn bộ đằng gỗ trang trí và rất giống kiếm của nhân vật trong Kim Mitsu No Yaiba. Và cuối cùng là một thanh kiếm bay chưa từng có bao giờ. Đó chính là Zenitsu. Không phải Zenitsu chưa từng có mà Zenitsu từng có loại gỗ rồi. Loại này là mới hoàn toàn chưa từng có. Cái vòng rất dày, không dễ gãy như là cái vòng cũ. Và lưỡi kiếm là sấm xét và sấm xét. Rất là dài luôn. Đó, các bạn có thể vừa ngủ gật vừa phóng ra điện các bạn nha. Này mà chém chó cũng chết chứ. À không, chém chó là gãy kiếm các bạn nha. Mặc dù vậy các bạn có thể kích hoạt kỹ năng. Ví dụ như là khi bị bắt nạt, khi đánh nhau. Đó các bạn chỉ cần cầm kiếm đi ra ngủ một giấc thôi là các bạn sẽ tỉnh dậy và thấy tụi nó xỉu hết rồi. Đó là bài đoán thế thôi. Nếu các bạn muốn biết là thật hay không thì các bạn hãy thử mà xem. Và đây là 6 loại kiếm của chúng ta. Rất là đẹp với những đường sấm sét ở đây. Zenitsu, Tanjiro đều không có chữ vì bọn họ chưa có lên trụ mà mạnh ngang với trụ. Nhưng mà sau khi quỷ bị giết thì cái xác quỷ đoàn nó bị giải tán đó, nên không bao giờ được lên trụ cả. Thật đáng thương phải không nào? Tanjiro sẽ chết vào năm 25 tuổi, còn bọn này chắc bất tử. Hốt luôn Nezuko là cái chắc rồi. Và bây giờ đến lúc kết thúc rồi, tạm biệt các bạn nha. Lúc nào hết hàng hoặc là có hàng mới thì bay sẽ thông báo sau. Và bây giờ thì bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybubay.com để qua miễn phí ở tập 226. Buy Bubay.com.